Hello, xin chào anh em nhé. Thì hôm nay mình sẽ quay trở lại với anh em cái dự án PAVKS. Thì nó có cái nhiệm vụ mới đó là vote để chúng ta có thể nhận được điểm từ dự án. Cái này thì chúng ta mất phí nhé. Thì các bạn có thể cân nhắc làm không làm tùy các bạn. Nó còn 31 tiếng nữa thôi. Thì ở đây mình đã vote rồi nhưng mà mình chưa nạp nhiều sao. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mua sao nhé. Cách mua sao cũng đơn giản là các bạn mua trên ví tôn. Các bạn nhiều người thì mua ở trên app bằng các thẻ Visa các kiểu, như ở đây mình sẽ hướng dẫn mọi người cách mua trên ví tôn nhé, tôn keeper. Đầu tiên anh em vào browser này, vào ví tôn keeper này, anh em vào browser cho mình này đó, xong anh em tìm đến cho mình xuống gần dưới này, đâu rồi nhỉ, đây cái fragment này này, đây nhá, khoanh tròn này, fragment, anh em tích vào đó, nó sẽ đi đến cái trang này. Anh em nhấn vào start vào mua sao ấy, để mua sao nhé. Mình đang ở username đúng không, mình nhấn vào cái tab star này. Đấy. Ở đây nó sẽ có cho chúng ta mua sao 50 sao, 500 sao hoặc 2.2k sao nhé. Ở đây mình sẽ mua 500 sao, mất 1.4 tôn nhé, để mình kiếm 50.000 điểm. Bên kia thì mình buộc vậy. Đây, nếu chúng ta muốn nhận được 50.000 điểm PAVKS này, Mighty Request ấy, thì chúng ta phải vote được với tổng số sao là từ 500 trở lên thì chúng ta mới được. Nên mình quyết định mua 500 sao. Sáng nay mình đã mua 50 sao test thử rồi. Rồi. Ok chưa ạ? Mua như nào thì anh em add vào cái tài khoản Telegram của anh em nhé. Ví dụ của tôi là NVC này, F94 và Pro này. Đó, xong chúng ta ấn tìm nhé. Đấy, ấn tìm thì nó ra đúng cái tên Telegram của mình này, Nguyễn David đây. Đấy. Nếu chúng ta gõ sai thì chúng ta mua là lại tặng cho người khác nha, cho nên chúng ta phải gõ đúng cái tên của các bạn thì sao nó mới về Telegram của các bạn được. Xong các bạn nhấn buy này, mình sẽ mua cho mất 1.5 tấn này và chơi mạo hiểm cái xem sao. Nhấn buy, ok, đang giao dịch, mất 7 đô rồi nhỉ, mặn phết. Ok, đang mua. Và tí nữa trong lúc chờ đợi thì nó sẽ nhắn tin về Telegram cho chúng ta. Nó sẽ có một cái báo thông báo nhé. Thì mình lại tiếp tục quay lại cái dự án này. Đây, dự án này thì nó yêu cầu chúng ta vote. Đây, mình đã vote mỗi ông 10 sao rồi, nhưng chưa đủ điều kiện để nhận 50.000 VKP mà mới chỉ được nhận được 10.000 thôi. Thế nên mình quyết định đăng ký thêm 500 sao để xử lý con này xem sao. Rồi đợi lúc nữa. Thế như vậy là 500 sao đã về nhé. 500 sao đã về. Rồi mình vào đây mình vote này. Cay thật, muốn chọn số đẹp tí mà không được. Thôi 250 đẹp. Con fit 250. Go back. Đấy, thành 260 rồi. Đó, như vậy là sau khi mình vote cho các dự án trên với tổng số là trên 500 sao thì nó đã mở chức năng kêm 50.000 điểm cho mình. Mình nhấn kêm. Ok. Đây, cái kèo này thì anh em có thể làm free nhé. Còn anh em nào mà mạo hiểm mà đầu tư mua sao thì anh em cân nhắc. Đây, mình không khuyến khích anh em, nhưng mà mình cũng mạo hiểm với con này xem sau có thu hồi được cái gì không. Ok, video mình xin kết thúc ở đây. Hy vọng là anh em có thể mua sao một cách đơn giản để chạy những cái kèo khác nữa nhé. Chúc anh em thành công.